Sắc một màu chiếu cửa cung, hạt rêu xíu rít chốn đàn trung, đồng lái tình thức hiền nghinh bước. Tù gian cho hay lại phước trùng, trùng điệp bước lai thầy gian cho cảnh tiên dành sàng ngọc minh phố tuân hành lĩnh dài để kinh ân điền xuống con hưng chỉ định lo sao ân tống ngọc minh kinh phát trước khi nghe tiếng sấm thân sẽ nổ vang rền cùng trái đất làm cho sanh chúng hoàng tâm linh. Linh diệu kinh này đọc đọc trước nghe sám gian nổi dậy để mà che hồn linh an dừng không sao đồng nỗi rõ có nghe chớ giặc về kế tiếp thi bài
vật vè chi con ngồi suy nghĩ. Ngọc Minh Kinh thầy chỉ con tâm, nơi tay ngọc trực con cầm, lỡ sao ân tống trước rằm tháng ba. Kinh thầy tả tại nơi tòa thánh, hậu giang kia mùng 9 tháng 10, năm Quý Dậu lúc bình thời, bảo đạo cất dự nay thời phải in. Thầy đã khiến con dình một bồn, con đem theo hỗn độn tàn cư, rồi sao đến lúc hồi cư, con giao ngọc trực tàn thư cất dùm. Nay đến lúc cần dùng ấn tống cho chúng sanh muốn sống tụng đi, được cứu hồn lúc lúc lắm nguy, thần tiếng che chờ khỏi bi khỏi sầu. Nên hôm nay dài câu vắn tắt cho con nghe, cứ đặt đặt mất tâm linh truyền thầy dạy ấn ngọc minh. Sao tiếp ngọc thánh minh kinh đó mà con chớ chủ lòng ta giải biểu, quả thầy đây biểu hiệu ngọc hoàng, dạy con ấn tống đàng hoàng, rồi con phấn phát cho hàng đạo tâm, để mà tùng đêm thăm cứ khổ, được thần tiên bảo hộ an thân. Long long qua biểu diễn sắp gần, con đã hiểu rõ bởi gần mẹ tiên. Tới đây thầy dứt lĩnh truyền, mong con tuân lấy đại tiên thầy về.
Ngọc Minh Kinh. Ngọc Châu Minh Đài Chân Kinh, cứu ách cứu màng cả sanh linh, kiền khôn thấu nhật nguyệt, chuyển dần dần nước thanh bình. Khai kinh. Chuyển nhật nghĩa kiền khôn phúc đồng mái tùng quần mở rộng thế gian. Quyền khung thượng đế ngọc hoàng, cao đài đổ tầng linh căn khoáng ngồi. Ác vàng bóng cơ trời tướng khắc, dần đông tây nam bắc ly kỳ. Tây cung kim màu diêu trì, độ siêu linh dục thoát ly khổ nạn. Miệng cực lạc nhiên đăng Bồ Tát, quay linh thần giải thoát ách tai. Có cây đượm tược đươm đài, ân hồng ban thưởng tháng ngày âu ca. Tam giáo đạo Di Đà Phật, tổ hóa nhân thân điều độ phàm gian. Khỏi cơn quý bị khuấy loạn, sanh linh hối ngộ lập đàn quy y. Ơn Thái Thượng Luân Di Nhật Nguyệt, quá tam thanh trừ diệt mỹ tà, cư sanh linh thoát ai hà, khỏi cơ tai biên lanh xa mỹ tà. Chi đức cả cao xa lý rộng, thần quái linh đức không thánh nhân. Phò uy tế khổng trần gian, sửa đời an thành mở mang mối duyên. Long hoa hội chiêu truyền Di Lạc, Bồ Tát linh giải thoát nguyên nhân. Cầm quyền đại hội phong thần, bảo tồn giảng vật khỏi cơn nạn trần. Đức phục huy thần nông linh hiển, độ giảng dân thoát biển trầm dơi. Bốn phương đồng thọ sắc trời, quá hoàng ngũ cốc độ đời ấm no. Miền Tây Âu Gia Tô Giáo Chủ, ưu hiển linh vũ trụ quái danh. Cứu dân thiện nguyện làm lành, khỏi cơn phong gió thoát dành biến tai. Quyền đại đế thiên quay chuyển dần, ba sao phương ngồi đấng thiên đàng. Bảo tồn trên cõi thế gian, thanh bình khắp
chốn an đang dân tình. Miền cực lạc giảng linh chư Phật, đức tổ sư Bồ Tát từ bi. Sanh linh gặp lúc loạn ly, tổ sư duy chúc màu di độ điều. Lòng quán đại thương yêu điều vật, đức cai thiên cổ Phật độ an. Linh chân qua khứ kinh hoàng, Phật Đà cứu nạn tiêu tan tại trần. Miền Trung giới sắc ân chân giò, từng bốn phương tế độ sanh linh. Trừ yêu sắc kỷ thiên đình, chiêu ban trăm họ thay bình dân an. Hoài Bắc đê anh linh ưu hiển, thọ sắc trời dẫn chuyển bốn phương. Quỷ mà chẳng dám nhiễu như nghe, thần thông biến qua thần nhường quỷ kinh. Đông phương trắng tà tinh khiếp sợ, sắc tứ ban phò trở phàm trần. Tam kỳ phận sự quy thần, chưa khai bảy sắc hộ dân thoát nạn. Tây phương trân bảo toàn thế giới, xem xét cần thọ phái ngọc ban. Xót thương hạ giới mắt nàng, một bầu linh dược đổ toàn lúc nguyên. Nam phương trân thiện di độ thế, phép thần tiên phổ tế quái khiên. Thiên văn địa lý chủ quyền, cảm thương nhân vật giải truyền cơ sâu. Bắc phương chân phép màu hiển hích, chuyển quay linh bút tích phi công. Bảo an thế giới đại đồng, khử trừ yêu quay tinh thông phép thần. Sắc ngọc đê xuống trần phò khổn, tế độ người lanh chôn khổ tai. Năm trăm là hang thiên hoài, độ sanh độ tử vẹn hai điều lành. Cầu trật phẩm chân thâm đối tượng, giải chân truyền vô lượng anh linh. Quy phong phục thủy nhiên bình, chở che tâm mạng sanh linh mỗi đàn. Công đức trọng kim quang là hạng, mười tám phương cứu nạn chúng sanh. Một bầu nhật nguyệt thuốc linh, cứu an lệ thư ân lành biết bao. Quyền trị nhật tông tàu sư giả, chiêu lục trời cứu cả vạn ban. Niệm danh ưu hiển mỗi đàn, chứng lòng trần tục kiếp sang cõi trần. Quái danh đức tinh quân bắt đầu, chuyển kiền khôn trình tấu ngọc hoàng. Địa cầu thái sắc rõ ràng, xin ban ngọc sắc độ an dân lành. Thiên hoài bố phước thành suy khắp,
Đức Thiện Chân Bồ Tát Tây Phương, lãnh bầu đơn dược hiển dương, điểm khai linh tánh thốt đường mũi bê. Chốn thiên cũng chỉ phê ràng ràng, ba sao thương sắc thanh cấp lai, ân tà yếm mỹ thần quay, đại tài đại lực chuyển xây sắc trần. Bác tiên chân xót trần nạn khổ, lưu đồng tân bảo hộ dương gian, xin ơn tiên trưởng độ an, sắc trời cứu mạng bằng ngàn cứu nguy. Lượng tiên thánh tam kỳ đồng thọ, ly dược sư chiếu độ cứu đời, phóng ba một cuộc giả rời, thuốc linh cứu bệnh nghịch thời đắng yên. Lâm thể tiên lầm thiền bác ai, phép màu ban đạo hải di sang, ngày nay trần thế mắt nàng, xin cầu phép bao trừ tan tinh tàn. Hàng tướng công hải hà rộng lượng, xin đối thương chỉ hương dắt đàn, nghe lời thiện niệm dai vàng vàng, lai cõi tục diệt đoàn quý hương. Lòng quảng đại độ điều thế giới, trương quả tiên phá giải tà ma, thần linh phép nhiễm cao xa, cứu dân dạo khắp ta bà bố ba. Cuộc đau đớn nhân gian cũng khổ hơn, chung tiên sinh bố quyền di, gian lại cứu độ cấp kỳ, chúng ma dân thoát khỏi cơn nguy đau điền. Truyền tiên trưởng từ thiền đức cả, tàu quốc tiên sắc gia cao ban, xót thương độ dân dân an, bệnh trần lâm năm khổ vì toàn tạ tinh. Thuốc tiên duy dân tình tỉnh dậy, hà thiên nương xem thấy xót thương, kiếp căn chỉ rõ giải tường, một bình thuốc quý lạ thường phép linh. Nơi thanh tịnh sức kinh tử đồng, sắc ngọc hoàng phụ tông tà ma, hộ đời đặng khỏi tay ba, chúng sanh cầu nguyện kiếp ra độ đời, hoàn thành công tiên ngôi rực rỡ, dưng sắc trời gian thế ân cần, một kỳ đại hội phong thần, ra tay tê độ trọn phần sắc ba. Dương thiên công phép quan tình tấn, gian chôn trần diều dẫn nguyên căn, chân truyền máy nhiễm vô ngần, dạy đời linh hiển phép thần thông tri. Quảng huệ tiên từ bi giáng hạ, độ đời còn tai họa đã mang, một lòng thành kinh giấy vàng, chuyện xây tư hương truyền ban cơ màu. Tôn
tiên sư truyền câu thánh niệm, bảo tồn thân lúc hiểm cơn nguy. Xuân thu mở hội tam kỳ, thông thiên lãm địa lương tri đặng tường. Chốn động phủ là hướng im lặng, xót linh căn mắt nạn thế gian. Tôn sư ly tịnh hoài gian, thần khâm quỷ phục kinh hoàng đức ca. Chốn trần tục ba đào sông bùa, dương xoay thần cứ chữa đằng an. Thủy bình phong tận dân tan, đôn phường cảm đức khỏi cơn ly nạn. Thông thiên đạo hiểm gian giao chủ, ban ơn lành khắp xứ gọi nhìn. Mở mang nhị hội phong thần, ơn dày đức rộng cân phân chân truyền. Lời sanh chung chi quyền gian giai, ơn tiên chân chỉ giải cơ màu. Bắc linh hiện hiện ly sầu, nghe danh tiền sắc đâu đâu cũng tùng. Phép xuyển giao chân công thiết ly, chấp trưởng khai nguồn thị thiên tôn. Bản tên hậu thế bia đồn, ơn xin đức rộng mà độ cơn mắt nàng. Phong thần hội thiên đàng mở hội, cảnh phổ đà quy lại thọ truyền. Quán âm lực sĩ đại hiền, từ hàng tế thế khắp miền hạ bang. Núi Côn Lôn thiên quang trưởng lập, đức thiền sư lãnh phép hạ trần. Tám thiên đồ đệ linh thần, kiếp ma mau hạ thế độ ân cứu đời. Miền cực lạc linh trời tế độ, hiện thích ni linh kheo tổ Tây Phương. Sắc phong tạng tạc thiên đường, hạ quân độ tận Tây Phương trở về. Minh quang Phật chỉ phê hương vị, ơn đức dày khứ mỹ trừ yêu. Trần gian nhỏ phước đổ điều, lãnh nơi tục thế các điều quan gia. Tinh tấn Phật xót xa phàm tục, lãnh mạng trời cứu khúc kim ngân. Thừa dân xuân trốn phàm trần, sắp truyền điểm tâm thiên ân tâm kỳ. Minh mẫn Phật truyền y lục tự, cho chúng sanh biết chữ thiện tâm. Tây phương linh phương tay cầm, giữ hồn nhân vật khỏi lầm bàn môn. Công minh Phật tâm hồn phúc truyền, bãi chân thân qua hiện cư mê. Truyền khai bãi sắc tư đề, bỏ cây linh bức chỉ về đành rầm. Thiên quang Phật lòng thành thương thế, thập phương lo giấc kẻ mê say. Trường phong gậy bao cầm tay, đầu sanh đầu tử cứu loài sanh linh. Thánh văn Phật thiên đình ngọc sắc, giang cõi trần trừ tắt lửa tà.
phép linh niệm chú mưa xa xanh. Linh nhờ sắc khỏi ra bụi trần, thông minh Phật thọ ân giao chủ. Bảy hào quang hiện đủ chối lòa, tịch tà tiêu tạng tránh xa sanh. Linh khỏi lạc tà ma vô dành, văn bình Phật chân thánh ưu hiền. Mười tám câu hô chuyện núi sông, phàm gian cầu khẩn hết lòng. Kiếp mi mau gian cõi trần hồng cứu nguy, tình thế Phật hộ trì hạ giới. Bảy chân ôn đạo hải di sang, Bồ đề mười tám kim cang. Trừ an yêu động khuấy loạn thiện nhân, bảo thiện Phật mười phần xuất thế. Lãnh lĩnh trời bỏ thế kim ngôi, trần gian xuân cứa đời. Niệm câu vô cực tức thời hiển vi, tòa quy Phật tam kỳ độ tầng. Tự nhiên mình tiếng dẫn linh y quang, kim đơn lãnh tại Tây Phang. Xuống trần cứu kẻ mê mang phách hồn, bảo tồn thế thiên tồn thay ất. Ba báo linh cứu cấp muôn loài, truyền ban lĩnh xuống trần ai. Chọn người căn dĩ trao tay linh thần, Đức Phổ Hiền sách ân Bồ Tát. Quay linh thiên thập bát thần thông, độ an nam bắc tây đông. Ân cao đức rộng trần hồng ngợi ơn, động tiên chân sắc thần đem chiếu. Phù lưu tiên danh hiệu hiển hoài, phong dân ám hại trần ai. Ơn cao thọ lĩnh ra tài độ an, chốn bồng lai thanh nhàn tiên trường. Vì sắc trời dải xuống phàm gian, ban truyền sắc lĩnh kim quang. Cứu người đau đớn đặng an tinh thần, bạch bạch linh tiên chiếu căn cứu ách. Lòng hải hà động thạch sắc ban, mười hai đệ tử lĩnh tràng. Giang lại khử mỹ trừ tan yêu tà, bạch quân tiên ta bà du hoàng. Xót nhân sanh khổ nạn muôn điều, phép tiên cực phẩm linh tiêu. Truyền ban đệ tử độ điều thiên chân, thông linh tiên hạ quân độ thế. Thọ sắc trời mau lẹ giáng lâm, giờ đây đệ tử chi tâm. Cầu cho thoát khỏi luân trầm âm cung, chưởng huệ tiên thọ phong rành ràng. Ba sao câu lãnh hạng trần gái, ngày nay trần thế não nùng. Kiếp mi mau cứu chữa bệnh thần nặng, lương võ tiên bảo toàn khắp xứ. Sắc thiên hoàng lãnh sự trần gian, bảy ai kiểu tử dễ dàng. Đổ người bước kịp linh phan trở về, hòa chân tiên vị quê bồng đạo. Sắc ngọc
hoàng truyền giáo thế gian, cho nhân sinh khỏi tai nạn công lao đổ thế bản vàng tạc nghi. Long kim tiên màu vì bi yêu, dạy trần gian đặng hiểu chân truyền, chở che trong đúc đạo viền, linh ni căn lanh khỏi khổ miền thế gian. Buổi tam kỳ sắc đang trọng hệ, cầm quyền trong bốn bể sanh linh, kim tinh thay bạch trường canh, lục trời cứ thay quyền hành giáo tôn. Khương thay công sắc phong thọ linh, đại phong thần chấp chỉnh xét soi, cam lòng bác ái thương đời, đã thần khứ mỹ trừ loài quỷ dương. Hoàng thanh đê nam phương thọ sắc, giữ mối diện nam bắc tây đông, bảo an con cháu lạc hồng, giang bài ân đức đạo không khắp tràn. Đức đại thánh quay giang bốn biển, lãnh quyền hành dẫn chuyển cơ trời, trừ tà diệt mỹ khắp nơi, đổ cho sanh chúng rõ lời Phật tiên. Quang Thế Âm gieo truyền là tỉnh thủy, một nhành dương dạy mỹ tiêu tan, độ cho nhân vật khỏi nàng cơ nguy thiện niệm rõ ràng anh linh. Đức cửu thiên quay danh quyền nữ, độ phàm gian vạn sự đặng an, lòng thành trần tục dây gian, lượng cao đức cả sắc ban cơ quyền. Lời chi nguyện tâm thiền niệm tụng, đức hải triều ơn rộng truyền ban, thanh nhân gian tại trần gian, nghe cứu nguy phàm tục khỏi nàng chúng sanh. Đức định phước tao quân phò trợ, bảo hộ cho trăm họ thái bình, từ hiền đạo đức tu hành, à chí tâm khẩn nguyện đạt thành chân công. Danh thanh mẫu thần thông quảng đại, sắc ban cho nữ phái cứu đời, lễ sơn tiên khắp năm nơi, cứu quy sẵn có sắc trời truyền ban. Chốn bồng lai rõ ràng ngôi thứ, sắc diêu trì ân tứ hạ trần, năm trăm tiên nữ ân cần, bảo tồn sanh tử linh căn kiếp này. Nguyện một giả phô bài chánh đạo, cầu tổ tiên chỉ bảo giống dòng, hồng bàn tổ quốc chánh tông, Việt Nam ưu hiển con rồng cháu tiên. Cầu Bồ Tát thọ truyền văn thiện, hộ thất sơn dẫn chuyển anh linh, cứu dân thoát khỏi linh đinh, khỏi cơn tai biên, khỏi hình khổ tân. Thất thanh dương mười phần hiển hích, độ nhân dân dấu tích truyền ban, quay linh nam diệt đồn gian, bảo an trăm họ đặng toàn tánh linh. Đức thanh linh thiên đình thỏa mãn, Ngô đại tiên trưởng quản ngôi diền,
cứu đời thoát khỏi quán khiên nhân sanh, dùng gối cơ quyền lý sâu. Quay về mạng năm châu tuần khắp, tam giao tòa trưởng chấp giữ gìn. Kim tiên bản tại Tây Đình, đổ đời chiêu lực công bình giáng vân. Châu tước thần ngọc ân trừ mì, trấn đông phương yêu quỷ kinh hoàng. Hộ dân cho đặng bình an, giữ gìn trách nhầm bảo toàn trần gian. Quyền võ thần sắc ban hành sự, trấn tây phương trừ khử tà tinh. Hộ sao cho đặng an bình, cứu người khỏi chốn hoàng kinh giật mình. Thanh Long thần thiên đình thọ mạng, trấn nam phương đánh tảng tà ma. Bảo tồn phận sự lĩnh ra, cứu người mắc nạn khỏi xa nẻo tà. Bạch hổ thần thiên tòa lãnh lệnh, trấn bắc phương quỷ kính yêu dường. Sanh linh khỏi cảnh dân dương, mạng trời độ thế thoát đường tái nguyên. Lâm sơn thần quyền di độ thế, nghe sắc trời mau lẽ cứu nàng. Biết cơn mặt kiếp thế gian, nghe đồ an những kẻ đăng sang vững vàng. Biên hải thần cao ba chiêu mạng, thấy cảnh nguy phải ráng hộ trì. Thủy sang tràn ngập cấp ma kỳ, thì mau lãnh sắc phò nguy dân lành. Bốn cảnh thân cao xanh sắc tư, phải nhìn theo phận sự độ an. Khử trừ quỷ mỹ rối loạn, kinh ba cứu nạn chúng sanh. Nam mô quyền khung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn. Nam mô chư Phật Bồ Tát chuyển thế tôn. Nam mô chư tiên linh cảm phổ hóa thiên tôn. Nam mô chư thanh tịnh thế độ nguy thiên tôn. Nam mô chư thần thọ sắc hộ mạng thiên tôn. Cấp cấp giang trần y ngọc linh. Để kế tiếp bài đề mạc. Cao đài thượng đế, thầy mừng con. Hôm nay thầy giảng cho một bài đề mạc Ngọc Minh Kinh, đặng cho tín đồ của thầy không phân vân vì tại sao có cuốn kinh này. Tại lòng ngưỡng mộ của anh con là Ngọc Trực, yêu cầu thầy giải thích cho chúng sanh hiểu tại sao có cuốn kinh này, nên thầy đề bạc cho vừa lòng chúng nó. Phải xuống đề bạc sau đây cho con viết ra sao bằng thầy xuống bút. Để kế tiếp bài thi. Thank you.
thánh linh ban truyền. In ngọc minh minh thần lai chỉ bảo vượt chân kinh, tiên thiên cơ hiệp lo phân phan. Phật dạy tám giang tụng kinh thành, kinh thành tụng niệm ngọc minh minh kinh. Phải để tâm thành kính ứng linh Phật tiên rồi đây điều xuống thế. Tùy theo nhân quả độ siêu sinh, xin ở thế có gì là quý, khuyên con hiền phải thi của công. Ấn kinh trước bụi hoa long, được cho sanh chúng xem cùng lo tu. Vì bởi chúng mịt mù tối mắt, không thấy chi thầy đắc đệ con. Giữ kinh một giả sắc son, nay đêm ân tông mong con thi hành. Giờ hôm nay thầy danh đệ bạc ngọc ngọc minh minh kinh tác giả là thầy, đã chờ 19 năm chày tại nơi tòa thánh cao đài hậu gian. Rồi một bụng gửi sang bảo đào thiên thông đây trao lại cho con, giải tụng niềm lúc long long qua, đó là thầy khiến được con giữ dài. Để chờ đến gần ngày long hồi, được con in cứu rồi chúng sanh.
biết tụng niệm đêm thấm canh. Trước khi long hồi diễn hành đó nghe. Thầy ra lệnh các phe các phái, bước kinh đây phải lấy minh tâm. Suy xét rồi phải phục khâm, quyền diệu thầy đặt hứng cầm trong tay. Được mà để phôi bài thánh quân của thầy là các đấng thiêng liêng, để dạy đạo đức chính nghiêm, nên khỏi vực buộc hiệp thiên giữ vào. Thiên các kẻ khác màu khác sắc, tụng kinh này phải đặt đức tin. Ngọc Minh đây lấy thiệt chớ kinh, cứu nguy sanh chung siêu sinh linh hồn. Kẻ sống sót tâm hồn thơi thới, người chết rồi hồn mới được về. Bồng bồng lai cảnh cũ dị quê, lời thầy giải rõ thầy về ngọc kinh. Kế tiếp kinh sức thầy gián đàn: chúng con trai gái kính nguyện ơn lành thương phụ chỉ truyền đạo thông. Tâm thành dân nén hương lòng, quả tươi năm năm sắc, quả hồng kinh dân. Điện lành thầy chiếu sáng ngần, giúp cho linh tự tiếp phần linh quang. Kể từ đại đạo khai hoàng, Phật Phật tiên hộ độ dắt đàn con thơ. Thầy ơi cứu trẻ trần nhớ, nhân sinh quá khổ đợi chờ từ lâu,
nay nhờ hồng phúc nhiễm màu chí tôn truyền đạo rõ thấu con hiền. Kể từ gặp đạo cao tiên cũng nhờ giáo chủ nhị thiên chỉ truyền. Hằng ngày câu nguyện cửa nguyện mấy lời thầy dạy con hiền giam quên. Xin thầy thương xót ban ơn đổ cho con trẻ thượng ơn sinh tồn. Kế tiếp kính lại thầy. Thầy là chúa tể kiền khôn dắt con ra khỏi bốn chôn chốn hồng. Con đà đạt tổ siêu tông đem đường dẫn lối nhờ công của thầy. Cho con gặp được hồi này mẹ thương giang giúp sẽ mấy đổ đời cõi trần bể khổ thầy ơi. Nay lo sám hối chiều mới được gần. Thầy ơi đạo đức gieo trồng quy sinh lượng cả phan hồng tổ tông. Từ đây con nguyện chí công kiến tâm sửa tánh một lòng không sai. Nhờ ơn lòng đối tưởng hoài hồn tu trần hồi tăng lòng thành thâu đến cao xanh kiền khốn vũ trụ chứng minh lời cầu. Vô vô lửa vô câu tu tâm dưỡng tâm trước sau cho tròn. Lạy thầy chúa tể kiền khôn tạ ơn thiên đức chí tôn hộ trì. Kế tiếp bài sám địa mẫu.
cơ trời chẳng dám lộ ra. Mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng, cho nên lòng mẹ trực hồng. Cảnh khuya mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngày để làm thinh, con ơi lớn bé khôn mình về sao? Thấy trong gia đình hoàng đau, con ơi não bộ mẹ giàu tâu sinh. Mương tâu thách đế thưởng đình, thư dung trần thế tôi xin phen này. Tôi nguyện đổ hết xưa nay, bao giờ về hết trên thay sửa đời. Mẹ thương con dạy con ơi, nếu không có mẹ thời cha chẳng dung. Con ơi lòng mẹ khôn cùng, thương con trần thế khắp cùng một cha. Phải xưa con trẻ nghe lời mẹ đem về hết thảnh thơi an nhàn, có đâu trận thế chẳng an. Nay thời đau ốm mãi mang tật nguyền, chết rồi bỏ lạc diêm thiên, luân hồi sáu thú lũy miền u đô. Con ơi lòng mẹ héo khô, cũng vì thương trẻ mẹ vô chung này. Một dải tật bình con nay tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui. Hai dải nóng nảy thuận xuôi, hàng thấp phong chưng hết rồi hân hoan. Canh chày mẹ kiếp lên đường, dạ con ở lại mẹ sáng tay đình. Ngày ngày lòng mẹ bâng khuâng, cũng vì thương
xót nơi chung bụi trần, nỡ nào xây mặt sắp lưng. Liễu chiêu con đò mẹ đành xiết tha, cha cho quay nổ sấm giang, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, công mẹ sanh sàng chẳng còn tiếc chi. Sao con bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo hóa chút gì công danh. Nếu như mẹ vẫn bỏ đành thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm đĩa thời mẫu đây. Muốn nên kiện vật tạo gây, muốn độ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ, mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối mịt mù, con ơi nghe mẹ thẳng đường con đi. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đại hội con thì gặp cha. Ít lời kim mẫu thiết tha, dương gian con ngựa mẹ đà thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, vô lượng đại từ tôn A Di Đà Phật. Kế tiếp kính mừng mẹ. Thành tâm khẩn nguyện tại tiền, con mừng hoàng mẫu tịnh thiền giáng lâm. Vì con nay đã lạc lầm, nhờ ơn hoàng mẫu ân thân dạy truyền. Con mừng con gặp phước hiền, nay con mừng mẹ đạo tiên chỉ bài. Con mừng mẹ ở chương đài, con mừng mẹ dạy đạo này cho con. Kỳ ba con biết giữ tròn, làm vui cho mẹ lầu son mới mừng.
con mừng mẹ ở chính tận từ bi bữa khắp chỉ đường cho con. Con mừng đại đạo vuông tròn, con mừng mẹ bỏ lầu sống xuống trần, con mừng hoàng mẫu ân cần, con mừng con gặp phước hồng ngày nay, con mừng mẹ xuống trần ai, con đây mừng mẹ thiên thai mơ. Con đây mừng mẹ hậu kề, con cầu xin mẹ trở về trần gian, vì con gặp cảnh trái ngang, con cầu xin mẹ trần gian dài bài. Ngày nay mẹ phê chương đài, con đây mừng mẹ gặp ngài lo tu. Xưa nay con mãi mê mù, ngày nay tỏ ràng nhờ ơn mẹ hiền. Con mừng mẹ lập tình thuyền, con mừng con gặp mẹ hiền là may. Ngày nay con biết cao bay, bay theo đất đất mẹ thiên thai trở về. Ngày nay mừng mẹ hậu kề, mấy lời châu ngọc vỗ về cho con. Kỳ tâm giữ đạo cho tròn, con không để mẹ lầu xóm mẹ hờn, chữ tu quyết chi chớ sợ. Con làm cho mẹ khỏi hờn lòng con. Ngày nay mừng mẹ đã tròn, cúi đầu đảnh lễ lòng con kính thành. Nam mô Hoa Linh Dư Trì Hoàng Mẫu Vô Cực Từ Tôn Đại Từ Tôn. Kế tiếp kinh Đức Mẹ. Kim thiền con hiền khẩn nguyện, nguyện mẹ lành mẹ dạy duyên cho con, khuyên nhau thức giấc dài thời, đồng đồng chúng lê thứ thoát đời sống. Nhủ nhau quay về cảnh cũ, sao con còn
mê ngủ bụi trần. Nghe lời Hoàng Mẫu gắn công, y lời mẹ dạy thoát dòng biển khơi. Ngày nay mở đạo lập đời, con thề hết già giữ lời mẹ khuyên. Thành tâm con nguyện mẹ hiền, làm sống cho mẹ mang tiếng mẹ mừng. Ngày nay lễ bái chính từng, đồng chúng nam nữ kính mừng mẫu. Thế nguyện từ bi giữ già, cho con thoát đời quân hạ lao phiền. Mẹ dành đáng mở đạo tiên, dìu con nam nữ lên thuyền kỳ ba. Nguyện trên Hoàng Mẫu chương tòa, giữ cùng đôi tượng kỳ ba dân lành. Giờ này chí nguyện tâm thành, nhờ ơn đức mẹ giải rành cho con. Nam mô Quan Diệu Trì Hoàng Mẫu Vô Cực Từ Tôn Đại Từ Tôn. Kế tiếp cầu đức mẹ cúi đầu có lại mẫu hoàng, kim thuyền mẹ giang cứ an con hiền. Ngày nay con nguyện tại tuyền, cầu xin đức mẹ xuống miền trần gian, độ cho con khỏi tai nạn, độ sống rồi mẹ lập đàn thượng. Thì lòng giữ già chớ sờn, kỳ ba theo mẹ hết cơn não sầu. Ngày nay con dài quay đầu, con theo đức mẹ đạo mẫu ngày. Con cầu Hoàng Mẫu chứng rài, chứng cho bổn đạo ngày này thành tâm. Thành tâm trước giữa kim thuyền, cầu xin mẹ rước phước hiền cho con. Con thề lòng rửa sạch lòng son, kỳ ba con nhất quyết lo toan tu hành. Nghe lời đức mẹ chí thành, kỳ này con quyết đạo lành bền tâm.
con cầu hoàng mẫu thương thầm, thương dùm cho trẻ dập bầm kỳ ba. Ngày nay giữ giả dẫn qua, từ bi con biết để mà vào tâm. Nhờ ơn Đức Mẹ giáng lâm, chứng cho con dạy bền tâm hồi này. Chi tâm theo mẹ chớ chày, nguyện xin ơn mẹ bữa giây phước lành. Con cầu mẹ chứng lòng lòng thành, ngày nào con giữ đạo lành bền tâm. Nhờ ơn Đức Mẹ cao thâm, giờ này khẩn nguyện chỉ tâm đợi chờ. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp kinh cầu an. Kim thuyền quy lại mẹ hiền, cầu xin hoàng mẫu độ yên dân lành. Ngày nay chỉ nguyện tâm thành, nguyện cầu mẹ độ chúng sanh khỏi nạn, độ cho dân chúng an nhàn. Kỳ ba mẹ độ trần gian an hòa. Con cầu hoàng mẫu chương tòa, thương dùm trần thế kỳ ba tai nạn. Nhớ trên mẹ mẫu hoàng, từ bi độ thế thanh nhàn lấy dân. Ngày đêm con mài chuyên cần, khẩn cầu Đức Mẹ xuống trần cửa yên. Bền tâm nơi giữa kim thuyền, cầu xin hoàng mẫu cứ yên con lành. Cuộc đời lắm nỗi chẳng thành, nhờ ơn Đức Mẹ chỉ rành đường tu. Bấy lâu con đã mê mù, ngày nào gặp mẹ đường tu dạy bài. Nhờ ơn mẹ ở chương đài, hộ cho ba tâm gặp ngày an vui, độ dân nhân khỏi cảnh ngậm ngùi, độ cho thức tình chúng vui đạo màu, độ sao quay gót quay đầu, độ cho khắp chốn năm châu tu hành. Độ người học mỗi đạo lành, đỡ tiền khiến quyết thực hành trả sống. Theo chân đạo lý của Ngài, công phu mài miệt tâm rai sạch trong.
nay nhất nguyện thuyền rồng khẩn bay, lại mẫu từ hà hải độ con. Từ đây xa mẹ không còn trần gian chìm đắm hào môn hồn linh. Đây cầu mẹ con xin sám hối, giờ công phu tâm tối sáng lòa, tự lòng biển biệt cách xa, không còn đắm lụy đó mà trần gian. Mẹ độ trẻ Tây Phan trở lại, được dân du hà hải niết bàn, nghe lời chim điệu ca sang, quẩn quanh chân Phật muôn ngàn kiếp than, nguyện giải thoát cảnh thanh an lạc. Mẹ giờ thương gì bác thứ ta, cho con về được bữa tòa, vẫn dù tiếng canh là nhà con nương. Dù bão tuyết gió sương đau khổ, nguyện tu hành mẹ độ bình an. Bao năm con xuống trần gian, mẹ ơi dồn dập nghiệp mang kiếp này, nhờ hoàng mẫu sửa sai cho trẻ, giữ đạo nhân mát mẹ vui thay. Như bông hoa nở trong ngày, người con lai tình không sai mẹ đề. Khổ thế mấy cũng về gặp mẹ, giờ công phu hồn trẻ lân lân. Mẹ ơi con chẳng nhiễm trần, quyết tâm chân mẹ về lần ngôi tiên. Nỡ nào mẹ bơi thuyền trở lại, giờ neo rồi con dạy làm sao. Cánh phía nhớ mẹ lễ trào, tay thuyền kêu mẹ bỏ sao cho đành. Giờ thanh tình tiếp thanh điển quê, mẹ chứng minh trí tuệ khai thông. Dù cho bao nỗi khổ lòng, đến giờ con trẻ thuyền rồng công phu, điện cho xứng đáng người tu quân trường, luyện tâm thân khỏi vướng chông gai. Mẹ ơi kiếm quê con mai, gương lòng chặt đứt trần ai đã rồi.
giờ linh điệu mẹ ơi cảm giác đổ lòng con giải thoát quân này. Biển trần lặng hụp không hay, nay nhờ thuyền mẹ bữa dậy sức về. Nay tình ngộ chẳng chê thế dài, nguyện công phu lòng đã ý rồi. Cho trần dân biệt mẹ ơi, sớm khê trở lại con ngồi tỉnh tu. Vừa rồi những bài sám của Mẫu Hoàng, cậu Ban Nhan cũng chúc cho các chư huynh hiền đệ Phật tử đạo tâm ráng cố gắng tu hành cho đến ngày thành Phật đạo. Chúc quý vị thân tâm an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.